Sao em còn chưa đi ngủ? Tai nạn nặng không anh? Và quệt nhẹ thôi. Nhẹ mà lại bắt anh đi luôn như thế. Anh vào thay đồ đã. Ngủ thôi em. Ra sân bay thì chú bị té trật chân, cô phải quay trở lại, không bay ra được nữa. Cô lu bu quá, giờ mới gọi cho con được. Tình hình của chú thế nào rồi ạ? Chú đã bó bột rồi, nhưng bây giờ phải chờ cháu ở dưới quê lên trông giúp, nên chắc là phải tới sáng mai cô mới bay ra ngoài đó được. Con giúp cô trông em thêm hôm nay và ngày mai nữa được không con? Không sao đâu, cô cứ chăm sóc chú đấy ạ. À, cô cảm ơn con nhiều nghe. Vâng, chào cô ạ.